gặp làm ba dị nhất hiện nay, TCL vừa công bố một thiết kế smartphone gấp hoàn toàn mới, có thể nói là táo bạo nhất từ trước tới nay, đó là một nguyên mẫu điện thoại có màn hình 10 inch và gập được cùng lúc theo hai hướng khác nhau. Cho dù bạn đã thử đóng mở hàng trăm lần chiếc Galaxy Fold 2 ấn tượng với sự mỏng nhẹ của Huawei Mate X thì rõ ràng, chiếc máy tính bảng siêu to khổng lồ có thể gập thành ba phần của TCL chắc chắn vẫn sẽ gây nhiều bất ngờ. Điều đáng chú ý nhất về thiết kế điện thoại của TCL là bản lề di chuyển theo các hướng khác nhau không gấp lại như cuốn sách giống Galaxy Fold. Bản lề của TCL tạo ra nếp gấp theo cách ngược lại. Hai bản lề tạo ra hình ZIC rắc khi bạn mở và đóng thiết bị, tạo thành hình dạng một chữ Z, hay con rồng uốn lượn. Nó lúc này có tạo hình hơi giống như một chiếc đàn phong cầm. Và khi bạn gấp một màn hình lại, một màn hình khác cũng sẽ cùng lúc mở ra. Việc gấp lại hai lần mới làm hiển thị màn hình bên ngoài của thiết bị. Với thiết kế này, việc gấp màn hình không hề làm gián đoạn các nội dung đang được hiển thị. Một màn hình cũng có thể biến thành bàn phím để sử dụng trong khi màn hình còn lại trình chiếu nội dung tuy nhiên việc biến ý tưởng thành hiện thực chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn đặc biệt là về vấn đề kỹ thuật vật lý